Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức ở Hoa Kỳ. Thì hôm nay nói về một cái cuộc điện đàm chấn động, có thể nói là cuộc điện đàm tuyệt vọng của đương kim tổng thống Donald Trump. Và đây là cuộc điện đàm giữa ba người và chính ông tổng thống Donald Trump gọi đến cho ông tổng thư ký tiểu bang Georgia và bên cạnh ông tổng thư ký Brad Raffensperger, thì cùng với luật sư riêng của mình là Ryan Germany, và cả hai đều là đảng viên đảng Cộng Hòa. Thì câu chuyện nó dài tới 1 tiếng đồng hồ hơn, thưa quý vị. Tuy nhiên đỉnh điểm ở đây đó là báo chí đang khai thác, đặc biệt là tờ báo Washington Post tại vùng thủ đô Washington DC chúng tôi. Thì cuộc điện đàm này diễn ra vào ngày thứ bảy, và chiều chủ nhật thì báo Washington Post đã tung ra bản tin chấn động này. Có thể nói đây là một cái cuộc điện đàm điện thoại, nó mang cái tính chất tuyệt vọng, và nó mang cái tính chất đe dọa, và mang một cái tính chất cáo buộc và vu khống, rồi quý vị có thể nói là mang nhiều cái tính chất trong đó. Nhưng mà trước hết rất nhiều người sẽ không hiểu tại sao lại có cuộc điện đàm này, và chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị nghe đầu đuôi câu chuyện. Thì trước hết, có cuộc điện đàm này là do một tỷ phú tên là Patrick Byrne, thưa quý vị. Thì ông tỷ phú Patrick Byrne này trong những tuần vừa qua thì được mời đến Tòa Nhà Trắng họp cùng với Tổng thống Donald Trump, cùng với các thành viên nội các của ông Tổng thống Donald Trump. Thì ông này có thể nói là một người ủng hộ ông Trump rất cuồng nhiệt, hay còn gọi là Trumper, hay còn gọi là cuồng Trump. Ông là một tỷ phú, một CEO, một tổng giám đốc của công ty Overstock. Và chúng ta biết một tỷ phú thì rất nhiều tiền. Thì ông đã phê phán các thành viên nội các của ông Trump là đã yếu hèn, đã không đứng ra bảo vệ cho ông Tổng thống Donald Trump để ông Tổng thống Donald Trump có thể tái đắc cử trong nhiệm kỳ 2. Ông lên tiếng chỉ trích những người như là Bộ trưởng Bộ Tư pháp William Barr. Xin thưa là đây là một cái điều khá đặc biệt và khá bất ngờ, là một ông tỷ phú của một công ty tư nhân mà được mời vào họp trong nội các, và ông tỷ phú này thẳng tay chỉ trích những thành phần trong nội các, kể cả thứ trưởng, bộ trưởng, thưa quý vị. Thì ông kêu gào, kích động và nói rằng là những người mà trong nội các của chính quyền ông Tổng thống Trump thì hãy đứng lên, hãy dũng cảm, hãy đứng ra bảo vệ và tìm mọi cách để bảo vệ cho ông Tổng thống Donald Trump. Cái câu chuyện lạ ở đây là ông là một công ty tư nhân, thưa quý vị, không phải là thành viên của nội các. Và một số những người cuồng Trump cũng được mời vào để mà họp với nội các của ông Tổng thống Donald Trump. Thì câu chuyện là như thế. Thì không có gì ngạc nhiên nếu mà ông này bảo vệ cho ông Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà có một cái điều khi mà ông tiết lộ ra thì nó cũng khá bất ngờ cho rất nhiều người, là chính ông đã thuê mướn những cựu nhân viên mật vụ, những cựu nhân viên của FBI chẳng hạn như vậy, để mà theo dõi những cái cuộc bầu phiếu. Thì trong vài ngày vừa qua, ông bắt đầu lên Twitter và đưa ra những bằng chứng mới, xin thưa là như vậy. Chúng tôi xin nói rõ, một trong những bằng chứng, xin mở ngoặc và đóng ngoặc chữ bằng chứng, và ông cho biết rằng ông đã thuê mướn luật sư và sẽ thưa ra tòa, thưa quý vị. Bằng chứng thứ nhất là đã quay được những cái video và chụp hình những cái hình ảnh là những cái lá phiếu ở cái địa hạt hay cái quận gọi là Fulton của tiểu bang Georgia,
thì được đóng thùng, thưa quý vị, được đóng thùng niêm phong. Và căn cứ vào những hình ảnh đó thì ông tỷ phú Patrick Burns nói rằng là cái địa hạt hay cái cuộn Fulton này đã cho phép những cái lá phiếu giả được in ấn, có thể là từ Trung Quốc in sẵn và trà trộn vào, bỏ vào trong kho của phòng phiếu. Rồi thừa cái lúc mà người ta không để ý thì lén cho những cái nhân viên đem những cái thùng phiếu này mở ra và đút vào máy và đếm, thưa quý vị. Thì hiện nay chúng ta biết ở tiểu bang Georgia, ông Tổng thống Donald Trump đang thua phiếu khoảng 11.500 phiếu. Và đó là lý do mà ông tỷ phú Patrick Burns, ông rất bực mình. Thì ông tỷ phú Patrick Burns tiếp tục cáo buộc trên Twitter, thưa quý vị, nói rằng ở cái địa hạt Fulton của Georgia đó, sau khi bầu phiếu rồi á, thì lật đật đem những cái lá phiếu giả đó đem đi xóa bỏ, thưa quý vị. Tức là đưa qua cái máy shredder để mà xé vụn ra những cái lá phiếu đó để mà phi tan. Thì có một cái video cũng được đưa ra, đó là hai mẹ con tình nguyện viên không biết ở đâu có kéo một cái vali và kéo một cái thùng phiếu cũng lờ mờ. Và ông tỷ phú Patrick Byrne nói rằng cái vali đó và cái thùng phiếu đó là những phiếu giả được đem vào để trà trộn vào cuộc bầu cử thật để mà gia tăng cái số phiếu trúng cử cho ông Joe Biden, thưa quý vị, và bà Kamala Harris. Thì đó là lời lẽ một chiều của ông tỷ phú Patrick Byrne. Có thể nói cáo buộc đó thì người ta cũng nghi ngờ rằng có thể giả, là vì hình ảnh thì cũng lờ mờ, những cái thùng mà gọi là thùng phiếu giả thì cũng không ai kiểm chứng được, hình ảnh thì cũng không ai biết được là chụp từ kho hàng nào hay là thật sự chụp tại phòng bỏ phiếu của địa hạt Fulton County. Hiện nay người ta đang rất nghi ngờ, thưa quý vị. Nhưng mà chúng tôi phải kể đầy đủ để quý vị có thể hiểu được là cái chiêu trò của ông tỷ phú Patrick Byrne này. Thì tiếp theo, sau khi cáo buộc rằng địa hạt Fulton đã lật đật cho xé vụn hết tất cả các lá phiếu giả có tên ông Biden, thì ông tỷ phú này tiếp tục cáo buộc thêm là công ty Dominion Voting System đã thiết kế một cái cổng nối mạng từ những cái máy đếm phiếu của Dominion Voting System và nối mạng vào những cái trang nhà mà có những thông tin trúng cử của ông Joe Biden. Sau đó nhập những cái thông tin đó, tải về những cái máy Dominion Voting System, cộng thêm vào phiếu cho ông Joe Biden để một ứng cử viên Joe Biden thắng cử, thưa quý vị. Đây là một cáo buộc mà có thể nói khá chấn động và tấn công thẳng vào công ty Dominion Voting System. Thì như tuần trước, cá nhân tôi cũng đã lên một cái clip nói về sự phản biện và phản bác của công ty Dominion System với ông tổng giám đốc điều hành. Thì quý vị còn nhớ là ông tổng giám đốc điều hành công ty Dominion Voting System hoàn toàn bác bỏ những cái cáo buộc như thế. Thứ nhất, ông nói rất rõ những cái máy của Dominion Voting System là những cái máy độc lập. Và sau khi bán máy thì công ty Dominion Voting System không còn toàn quyền sử dụng hay là thay đổi hay làm ảnh hưởng gì tới cái máy đó cả, thưa quý vị. Tức nói theo ngôn ngữ tiếng Việt là mua đứt bán đoạn, tôi bán cho anh cái máy, anh chồng tiền, trả tiền xong, chúng tôi không còn trách nhiệm gì cả. Nếu có thì chỉ trách nhiệm bảo trì và bảo hành,
bảo dưỡng theo hợp đồng, không hề can thiệp vào những cái máy đó, thưa quý vị. Thì có thể nói là đó là cái phản biện thứ nhất. Cái phản biện thứ hai là ông nói rõ là tất cả nhân viên của công ty của ông không hề nằm trong ban tổ chức bầu cử nào cả. Và cái ban lãnh đạo của công ty Dominion Voting System cũng không nằm trong bất cứ một cái ban tổ chức bầu cử nào ở Hoa Kỳ này. Tức là ý ông nói rằng chúng tôi chả dính dáng gì tới bất cứ cái chuyện bầu cử của ông A, ông B, ông C, hay của ông Tổng thống, hay của Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa. Chúng tôi chỉ biết làm cái máy đếm phiếu theo cái lập trình, và chỉ như vậy mà thôi. Và trước ngày bầu cử thì chúng tôi đã bán hàng triệu cái máy như thế, bán trên 27 tiểu bang và trên 27.000 nơi bầu cử, thưa quý vị. Có thể nói là trong nhiều năm qua là máy Dominion Voting System đã có mặt ở Hoa Kỳ này, ở Canada và nhiều nước khác. Thì có thể nói rằng mua đứt bán đoạn, tức là người ta mua về người ta sử dụng là quyền của người sử dụng. Và công ty Dominion Voting System không có một ảnh hưởng hay một chút ảnh hưởng nào đến những cái thành phần của ban tổ chức bầu cử. Cho nên là những cái cáo buộc nói rằng công ty Dominion Voting System gây ảnh hưởng cho ứng cử viên này hay là chèn ép ứng cử viên khác là những vu cáo vô căn cứ, thưa quý vị. Thì chúng ta thấy rằng với những cái thông tin do ông tỷ phú Patrick Byrne đưa ra, giống như là tung ra những cái phao để mà cứu cho ông tổng thống Donald Trump. Và chúng ta biết rằng ngày 5 tây tháng giêng tới đây, tức là ngày mai, sẽ có cuộc bầu cử về hai ứng cử viên thượng nghị sĩ cho tiểu bang Georgia. Đây là hai cái ghế rất quan trọng đại diện cho tiểu bang Georgia ở Thượng viện Liên bang Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và đảng Dân Chủ hiện nay nắm 48 phiếu, trong khi đảng Cộng Hòa nắm 50 phiếu. Và đảng Cộng Hòa thì không muốn mất hai chiếc ghế này, vì thắng được hai chiếc ghế này thì sẽ chiếm đa số ở Thượng viện. Hiện nay ở Hạ viện đã mất về tay đảng đối lập là đảng Dân Chủ, và bà chủ tịch đảng khối đa số ở Hạ viện là bà Nancy Pelosi vừa được tái bầu lại với một cái thành phần phiếu rất xích xoát, thưa quý vị. Chỉ 222 phiếu trên 211 phiếu. Có thể nói là uy tín của bà Nancy Pelosi hiện nay xuống cũng khá thấp. Và cái số cách biệt không có bao nhiêu hết, chỉ có 11 phiếu, tức là tương đương với 11 hạ nghị sĩ. Và có thể nói rằng với một bà già 80 tuổi là quá già cho cái chức chủ tịch khối đa số ở Hạ viện Hoa Kỳ. Tuy nhiên báo chí cũng nói rằng bà này là ham quyền cố vị. Và vừa rồi trong tuần thì nhà của bà cũng đã bị biểu tình, bị xịt sơn, thậm chí là còn ném cả một cái đầu thủ lợn, thưa quý vị, hoặc là một cái đầu heo bị chặt. Đây là một cái hình thức đe dọa giết người. Có thể nói rằng là phe nhóm chống đối bà Nancy Pelosi cũng theo sát bà Nancy Pelosi rất dữ. Tuy nhiên bà đã được tái đắc cử. Và chúng ta biết rằng trở lại ông Patrick Byrne, thì ông trình bày và đưa ra những cái cáo buộc như thế cho ông Tổng thống Donald Trump. Và chúng ta cũng biết rằng ông Tổng thống Donald Trump đã gọi cho ông Tổng thư ký Brad Raffensperger của tiểu bang Georgia bàn mưu tính kế để tính toán lại, thưa quý vị. Xin thưa là recalculated, thực là tính toán lại làm thế nào đó để mà cho ông Tổng thống Donald Trump thắng cử. Vì trong cái đoạn ghi âm nói rất rõ rằng ông Tổng thống Donald Trump tự tuyên bố mình là chúng tôi là những người đã thắng cuộc bầu cử.
nhưng mà bị ăn gian rồi quý vị. Tuy nhiên là ông tổng thư ký của tiểu bang Georgia cùng với là thư ký riêng của ông là Ryan Germany đã bác bỏ những cái điều mà ông tổng thống Donald Trump lấy từ ông tỷ phú Patrick Byrne. Vấn đề thứ nhất nói rằng là liệu có thể là có những cái vụ mà xé vụn những cái phiếu giả ở địa hạt Fulton hay không, thì ông Brad Raffensperger nói rằng không, ông không tin có chuyện đó. Và ông luật sư của tổng thư ký tiểu bang Georgia Ryan Germany cũng tin rằng không có cái chuyện đó, thưa quý vị. Nhưng mà ông tổng thống Donald Trump cứ nhấn vào và đe dọa rằng nếu mà không giải quyết vấn đề hoặc là những cái vấn đề mà ăn gian phiếu, đây là cáo buộc về hình sự, thưa quý vị. Tức là criminal offense, có nghĩa là sẽ bị đi tù. Và những cái lời nói của hai vị này là big risk, tức là rất nguy hiểm cho cái việc mà quý vị xác nhận ông Joe Biden thắng phiếu, thưa quý vị. Ông tỷ phú Patrick Burns bơm vào cái lòng tin của ông Tổng thống Donald Trump như những cái gì mà tôi vừa trình bày là những cái cáo buộc về Dominion Voting System. Thì ông luật sư của ông Brad Raffensperger cũng không tin là có chuyện đó, thưa quý vị. Cũng không tin là công ty Dominion Voting System đã tráo đổi những cái phụ tùng ở trong cái máy đó, rồi sau đó lật đật, gọi là di chuyển nhanh, giấu đi những cái máy đó. Thì ông luật sư Ryan Germany cũng nói là không có chuyện đó, thưa quý vị. Thì như tôi có trình bày, tất cả mọi người đều rõ ràng là ông tổng giám đốc công ty Dominion Voting System đã khẳng định rằng là chúng tôi không có can thiệp gì cả, những cái máy đó đã mua từ trước và quý vị muốn xài như thế nào là quyền của quý vị. Nhưng mà ông tổng thống Donald Trump cứ nhấn vào và nói rằng những cái máy này là đã bị ai đó tháo bỏ hoặc là thay đổi để làm ảnh hưởng tới cái số phiếu của ông, làm cho ông mất phiếu và ông Biden thắng cử. Nói chung thì về vấn đề kỹ thuật, nghe qua thì tưởng là đúng. Chẳng hạn như nói rằng cái máy Dominion Voting System có cái cổng kết nối và ai đó đã nối mạng và sau đó là tải về những cái thông tin gọi là số phiếu thắng cử cho ông Joe Biden, bỏ thêm vào, cộng thêm vào, thưa quý vị. Nghe thì rất hợp lý, nghe thì rất hợp tình, nghe thì kỹ thuật có thể làm được, tức là bỏ thêm số. Nhưng mà trên thực tế thì những cái máy Dominion Voting System là những cái máy stand alone, nó không có cổng kết nối internet nào cả, thưa quý vị. Đây là có thể nói là những cái cáo buộc tầm bậy tầm bạ vu khống. Và công ty Dominion Voting System hiện nay đã đầm đơn thưa ra tòa nguyên một cái đám luật sư pháp lý của bên phe ông Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị. Cũng xin thưa quý vị là tại sao mà ông luật sư trưởng về vấn đề ủy ban pháp lý của ông Trump liều mạng tuyên bố những cái điều giật gân mà có thể sai sự thật như thế, thưa quý vị. Thì như tôi có trình bày trong một cái clip trước đây là những anh luật sư già quá tuổi, 76 tuổi rồi, thưa quý vị, liều mạng tuyên bố để lấy mớ tiền, sau đó có bị mất bằng cũng nghe răng cười, vì 76 tuổi có mất bằng thì cũng chả có gì ảnh hưởng tới ai cả, thưa quý vị. Có thể nói là như vậy, già rồi cho nên làm liều lấy tiếng, lấy tiền
và sẵn sàng coi như bẻ cong pháp luật. Thì đó là cái trò của ông Rudy Giuliani. Thì trở lại ông luật sư Ryan Germany và ông Ralph Raffensperger, tổng thư ký của tiểu bang Georgia, bác bỏ những cái điều mà ông Tổng thống Trump nghe tin đồn, thưa quý vị. Xin thưa rằng không có còn chính xác nữa sau khi mà hai người này nói rằng ông Tổng thống Trump có lẽ là đã nghe tin đồn và những cái thông tin của ông là sai lệch, thưa quý vị. Tức là do data wrong, những cái thông tin của ông Tổng thống Trump là sai lệch hoặc là sai lầm. Thì có thể nói rằng ông Tổng thống Trump chắc chắn là rất bực mình về những người Cộng hòa ở tiểu bang Georgia mà công nhận chiến thắng của ông Joe Biden, thưa quý vị. Thì chuyện cá nhân, ông Tổng thống không thích ông Tổng thư ký của tiểu bang là chuyện bình thường, thưa quý vị. Và cái cuộc ghi âm ghi băng này hiện nay thì cũng đã được các báo chí, các hãng truyền thông thông tấn đã đưa ra cho công chúng và bình luận, thưa quý vị. Thì có thể nói đây là một cú đòn khá là tuyệt vọng đối với ông Tổng thống Donald Trump. Và chúng ta cũng biết rằng chắc chắn là ông Donald Trump hiện nay đang bày binh bố trận một cái trận chiến ở Quốc hội Hoa Kỳ. Tin tức cho biết rằng đã có một số thượng nghị sĩ, một số hạ nghị sĩ phản đối cái kế hoạch của ông Tổng thống Donald Trump dùng lá bài Mike Pence. Và bên phía ủng hộ cho ông Donald Trump thì tung ra một cái tin là có 119 người hạ nghị sĩ sẽ ủng hộ kế hoạch lật kèo, cùng với 11 thượng nghị sĩ ủng hộ kế hoạch lật kèo do hai thượng nghị sĩ cầm đầu là Ted Cruz và thượng nghị sĩ Joshua David Hawley. Thì xin thưa là hai thượng nghị sĩ Ted Cruz và Joshua Hawley đều từng là giáo sư, giảng sư về đại học luật, thưa quý vị. Có thể nói họ rất rành về luật. Và đây là lần đầu tiên mà họ sẽ dùng kiến thức về luật, đặc biệt luật về hiến pháp Hoa Kỳ hay là hiến luật, để bẻ gãy hoặc là đưa ra một cái tiền lệ mới về cái nhiệm vụ của ông Phó Tổng thống đương kim đồng Chủ tịch Thượng viện, thưa quý vị. Cái tính chất mà đảm nhiệm ngày nhận cái kết quả của đại cử tri đoàn thì hiến pháp Hoa Kỳ ghi rất rõ, đó là một thủ tục về nghi lễ mà không có thẩm quyền bác bỏ, thưa quý vị. Giống như người ta nhờ ông đứng lên sướng tên ai là tổng thống kế nhiệm, thưa quý vị. Thì có thể nói rằng ngày hôm qua tin tức ở tòa án liên bang Hoa Kỳ cũng đã bác bỏ đơn kiện của ông Luis Gomez, tiểu bang Texas. Đây là một trong những cái nỗ lực cuối cùng của ông hoặc là của phe ông Tổng thống Donald Trump hay là của ông Luis Gomez, là với hy vọng rằng sẽ kiện lên tòa án liên bang Hoa Kỳ. Rồi chánh án tòa án liên bang Hoa Kỳ sẽ tuyên bố là ông Phó Tổng thống Hoa Kỳ có thẩm quyền gọi là khước từ, bác bỏ kết quả, thưa quý vị, của đại cử tri đoàn. Nhưng mà ông chánh án tòa án liên bang, ông đã bác bỏ đơn kiện của ông Luis Gomez vì những cái điều kiện, điều khoản về luật liên bang Hoa Kỳ ông Luis Gomez này không thỏa mãn được, thưa quý vị. Có thể nói là trận đại chiến pháp lý của phe Tổng thống Donald Trump đã đại bại với cái tỷ lệ kinh hoàng là hơn 60 vụ kiện thì đã thua hết. Thì chúng ta cũng sẽ chờ xem 2 ngày nữa
những cái nỗ lực cuối cùng của phe ủng hộ ông Tổng thống Donald Trump sẽ làm gì ở Quốc hội Hoa Kỳ vào lúc 1 giờ trưa ngày 6 tháng Giêng, thì được biết là buổi lễ công bố sẽ kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ. Và trong 2 tiếng đồng hồ đó, nước Mỹ đi về đâu, náo loạn, bạo động hay là cũng không có gì trầm trọng hết, thưa quý vị, chúng ta cũng phải chờ xem những người ủng hộ ông Donald Trump tung ra chiêu gì để mà có thể lật kèo. Hiện nay thì phe của ông tổng thống tân đắc cử Joe Biden và bà Kamala Harris đang rất bực mình vì những người mà ông bổ nhiệm thì không được tiếp cận và trao đổi và trao quyền và họp bàn với những người đang đương chức của ông Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị. Có thể nói rằng trong mấy tuần qua lẽ ra là những người sắp kế nhiệm sẽ được họp bàn, được trao đổi tin tức, coi như là chuyển giao quyền lực, thì đã bị phe của Tổng thống Donald Trump giả lờ. Bộ Quốc phòng hoặc là các bộ khác thì lấy cớ rằng nghỉ lễ, thưa quý vị, nghỉ lễ Giáng sinh, nghỉ lễ đầu năm, chúng tôi chưa sẵn sàng để mà bàn giao. Thì có lẽ là họ câu giờ sau ngày 6 tháng Giêng, họ phải có một cái thái độ dứt khoát và rõ ràng để mà bàn giao cái quyền lực. Thì tin tức cho biết là phe ông tổng thống đắc cử hay là tân đắc cử Joe Biden với cái ủy ban của lễ đăng quang cũng đã công bố cho dân chúng biết rằng là cái buổi lễ đăng quang này sẽ diễn ra một cách đơn giản, với các lực lượng cận vệ, lực lượng tiêu binh của chính phủ liên bang Hoa Kỳ và đại diện cho các binh chủng, quân chủng và các bộ trưởng sẽ dự lễ đăng quang. Tuy nhiên sẽ bỏ cái lễ duyệt binh và bỏ một cái lễ diễn hành từ đồi Capitol Hill cho tới Nhà Trắng, thưa quý vị. Thì thay vào đó là chỉ có một đoàn xe hộ tống từ Quốc hội Hoa Kỳ đi trên đại lộ Constitution, tức là đại lộ hiến pháp của Hoa Kỳ, và về Nhà Trắng để mà nhận chìa khóa và nhận cái cặp vali mật mã về các vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ và chính thức được công nhận là tổng thống của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thì thường thì sẽ có một cái buổi lễ duyệt binh nhỏ và cái buổi lễ diễn hành, tức là tổng thống sẽ đi từ tòa nhà Quốc hội và vẫy chào những người dân ủng hộ ở hai bên đường. Thì có lẽ năm nay là có nhiều biến động, phe đảng Cộng hòa không hợp tác, thưa quý vị. Họ nói rằng ủy ban lễ đăng quang muốn làm gì thì làm, chúng tôi cũng không cần biết đến, chúng tôi sắp ra đi, các ông muốn bày vẽ chuyện gì đó thì cứ việc, khỏi cần họp với chúng tôi bận lắm, chúng tôi còn phải ăn Giáng sinh, chúng tôi còn phải ăn đầu năm, tất niên, rồi tân niên, đủ thứ chuyện hết. Mấy ông muốn thì cứ việc làm một mình. Lẽ ra thì cái ủy ban lễ đăng quang thường là do đại diện của hai đảng cùng họp bàn. Đảng Cộng hòa sẽ cử 3 người, đảng Dân chủ sẽ cử 3 người, và trong cái ủy ban đó thì sẽ có 6 người tất cả, và sẽ liên lạc với lại các sở, các ban ngành và các đại diện quân đội, đại diện cho các quân binh chủng, chẳng hạn như thủy quân, lục chiến, nhảy dù, bộ binh, thiết giáp không quân, để mà họ làm một cái lễ có sự có mặt của đại diện của quân đội Hoa Kỳ và chào duyệt binh theo quân cách, quân kỷ của quân đội Hoa Kỳ.
thì có lẽ năm nay sẽ giảm bớt rất nhiều. Thường buổi lễ kéo dài hàng tiếng đồng hồ, nhưng mà có lẽ rằng sẽ được giảm bớt, tinh giản đi những cái điều không cần thiết. Thì bài diễn văn của ông Tổng thống Joe Biden cũng được nhá hàng ra, thưa quý vị. Trong đó thứ nhất, ông sẽ kêu gọi đoàn kết. Thứ hai, sẽ đưa ra những biện pháp để phòng chống dịch COVID-19 cho đất nước Hoa Kỳ. Thứ ba, chính sách đối ngoại. Thứ tư, chính sách đối nội. Chắc chắn rằng với cái chính sách đối ngoại thì đường lối cũng sẽ giống đường lối của ông Tổng thống Obama trước đây. Xin thưa quý vị là như vậy. Thì câu chuyện về những cái vu cáo hay những cái chụp mũ hay những cái điều tố cáo của ông Patrick Byrne có lẽ là sẽ chấm dứt cho cái nỗ lực của ông Tổng thống Donald Trump trong tuyệt vọng, thưa quý vị. Chúng ta có thể nói rằng một cái cú điện thoại mang nhiều cái hàm ý đe dọa, hàm ý lật kèo, tính toán lại số phiếu, thưa quý vị. Số phiếu là do của người dân đi bầu, do cử tri đi bầu. Nhưng mà ông Tổng thống Donald Trump thì lại muốn ông Tổng thư ký tiểu bang tính toán lại, xin mở ngoặc và đóng ngoặc. Thì cái con số này rõ ràng là ảo tưởng. Người dân đi bầu bỏ phiếu cho ai là quyền của họ, mà lại bảo là tính toán lại, làm như là muốn cộng thêm trừ ra như thế nào đó, thì rõ ràng đó là phản dân chủ, thưa quý vị. Vì ông Trump bị lộ hàng là trong tuyệt vọng. Và điều đặc biệt là hai người mà ông nói chuyện lại chính là đảng viên đảng Cộng Hòa nữa, cho nên không thể nói rằng đối thủ chính trị chơi xấu, thưa quý vị. Nhưng mà có thể nói hai ông đảng viên đảng Cộng Hòa này trung thực, không muốn lật kèo một cách bậy bạ, đưa ra những con số tính toán bậy bạ, phản dân. Người dân đi bầu thì có một cái số bầu cử nhất định, không thể nào thích ông Trump tặng thêm vài ba chục ngàn lá phiếu ảo, con số ảo vào trong tổng số của phiếu bầu, thưa quý vị. Đó là không trung thực. Do đó chúng ta thấy hai người đảng viên đảng Cộng Hòa này đã từ chối là không làm theo lời của ông Tổng thống Donald Trump. Thì chắc chắn là phe ông Tổng thống Donald Trump sẽ bực mình, và có lẽ là ông tỷ phú Patrick Byrne cũng sẽ đâm đơn kiện, nhưng mà không biết kiện vì cái tội gì và đi tới đâu, thưa quý vị. Vì chúng ta biết rằng tỷ phú thì rất là nhiều tiền, và ở Hoa Kỳ này cứ đâm đơn kiện, có tiền thì muốn luật sư kiện, thưa quý vị. Nhưng mà còn cái chuyện thắng hay không như thế nào đó là một quá trình, là một quá trình căn cứ vào bằng chứng, nhân chứng, vật chứng đủ thứ và luật lệ nữa. Có những tiểu bang thì họ kết tội, nhưng có những tiểu bang thì lại không có tội danh đó, thưa quý vị. Mỗi một tiểu bang ở Hoa Kỳ luật lệ rất là khác nhau, xin thưa là như vậy. Có tiểu bang thì xử cái tội này, tội danh này, nhưng mà tiểu bang khác thì tha bổng, nói rằng không đáng để xử tội. Thì có lẽ câu chuyện cú điện thoại tuyệt vọng của ông Tổng thống Donald Trump tới nay cũng tạm đủ. Chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.